xây dựng trong vòng 15 năm, 168 người chết. Còn ở phía ngoài cửa gần đây gọi là văn phòng. Trong đó có 11 chuyên gia người Nga. Trực tiếp, còn mình ngoài là gián tiếp. Ok, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của Phú Sĩ Baker. Và sáng hôm nay là Thủy bắt đầu cho chuyến đi của Thủy rồi. Sáng nay nhóm Thủy sẽ bắt đầu đi hướng Sơn La Hòa Bình. Nha các bạn nhớ đón xem nha. Phú Thủy. Phú Thủy. Đúng rồi. Anh có uống nước suối không? Không thể quên gì thẻ, chẳng hết đấy không? Anh nước suối không có, anh uống gì mấy? Một chai suối. Đây là một chai ạ. Hôm nay Thủy sẽ làm caramel. Qua tất cả anh em đang đi xe ha. Thông thường thì Thủy sẽ ngồi lên xe và thiếu quay, nhưng mà hôm nay Thủy ngồi phía sau, chắc quay nó cũng dễ dàng hơn, chủ động hơn. Chiếc này là chiếc DB1000, chắc đời 2012 mấy bạn. Còn kia là chiếc V650. Hello. Đây bạn Hồng. EJ6. Cùng với tôi. Nó sáng đây hay đợi ai đây? Tại bữa đây thấy bán đồ ăn quá trời nè. À đi tiếp. Harley Davidson. Chạy chút nó nóng tiếng trái luôn. Mưa to á. Cảm giác lần đầu tiên mà được ngồi phía sau nó hoang mang quá, tại ngồi phía sau nó mình không chủ động được cái tay lái á. Nhiệm vụ của hai anh em mình là sẽ sắp xếp mấy anh em giống như mà chó sói đi chăn cừu vậy đó. Mà đường đẹp đẹp nhưng mà mấy bạn vẫn chú ý nha.
chú ý mấy cái đường giao cắt hai bên làn đường này nè, bên làn đường này nè, tại gian người ta hay ra vô lắm. Rồi tới Hòa Bình rồi mấy bạn, vừa tới địa phận Hòa Bình rồi. Đây Hòa Bình nè, trời đất mạnh vậy đó, cảm giác mạnh lắm. Hôm nay là ngày thứ hai thì bắt đầu đi Sơn La Hòa Bình nha mấy bạn. Cái hướng anh em đang đi là sẽ đi tham quan Hồ Thủy Điện lớn nhất ở Đông Nam Á, ở Việt Nam mình. Trời hôm nay không biết là có mưa không mà thì bắt đầu thấy là bầu trời có vẻ như là không được ủng hộ cho chuyến đi ngày hôm nay của anh em. Những cung đường mà Thủy đi các bạn cố gắng xem nha, tại vì những cung đường này Thủy đi là Thủy thấy Thủy sẽ tận dụng hết, Thủy sẽ quay không bỏ sót một chi tiết nào cho các bạn xem luôn. Nên vì thế các bạn đừng có bỏ qua kênh của Phú Thủy Baker nha. Nhìn nè, các bạn nhìn nè, núi nè, đó bên kia núi xong một bức tranh rất là đẹp. Đây chỉ mới là một bề, đây chỉ mới là một chút xíu về Tây Bắc thôi, chưa đâu, còn nhiều lắm mấy bạn. Ta ăn sáng ở đây thôi, quán ngon. Ok, hồ đập thủy điện hả, đúng không? Đây 4 km thôi. Ok. Đó như nãy Thủy nói đó, là anh em mình sẽ ăn sáng xong, rồi xong rồi ghé tới đập hồ Thủy Điện lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam. Rồi Thủy xin phép tạm thời tắt nha, chút nữa thì qua tiếp. Đi ở đâu lắm. Có xe tập đoàn 30 xe. Nó có cả ở ngoài Bắc rồi. Nó đi có mới đi Đắk Lắk. Rồi mời mấy bạn nha. Vô. Anh nghĩ là bọn đen đi lúc người Bắc nó cho vào đấy mấy lần. Không. Anh nghĩ vậy nhưng các không phải trong ra đâu. Em đặt xe lồng nó rồi, em lấy. Em đặt xe lồng nó 32 chiếc. 970 ngàn. Báo cáo về quốc. Báo cáo liền. Để hồi sau này mình làm quỹ mà, cho anh em xem luôn. Trước mắt các bạn là nhà máy thủy điện Hòa Bình, được xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, trên dòng sông Đà, thuộc miền Bắc Việt Nam. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Từ năm 1994 đến 2012, đến năm 2012 là bị phá kỷ lục mà bởi nhà máy thủy điện Sơn La, là có nghĩa là nhà máy Sơn La đến bây giờ là lớn nhất
lớn nhất Việt Nam nha mấy bạn. Làm thủy điện Hòa Bình bây giờ chỉ đứng thứ hai thôi. Đó, mấy bạn đang xem đó. Là nó dẫn điện cho Bắc luôn các bạn. Sau đó rồi cung cấp tiếp ra các tỉnh khác nữa. Thì chút nữa Thủy sẽ vào trong thủy điện đó, rồi có gì là Thủy sẽ quay tiếp chi tiết cho mấy bạn xem ha. Thủy sẽ cho mấy bạn tham quan cái công ty thủy điện Hòa Bình này, ở trong nó hoạt động như thế nào nha. Giá vé ở đây là 50.000 một người. Một chị hướng dẫn viên sẽ giới thiệu sơ qua về cái đập thủy điện này. Công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình thì được tiến hành khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979 và được khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 94. Nghĩa là công trình này xây dựng trong vòng 15 năm đấy ạ. Cầu dài lắm mà Thủy đi không nổi nữa, cho nên Thủy phải đi ra thôi. Các bạn thông cảm nha. Tại vì đi xuống thì là xuống kiểu nó chuối dốc thì nó khỏe, mà lúc mà mình đi lên lại ha, cực lắm. Xa lắm mấy bạn ơi. Bị cất cánh chưa? Anh ta làm gì đây? Làm gì vậy? Ok. Là đang có nghĩa là định vị nó ở đây, khi trường hợp mà hết pin thì nó tới ngay vị trí này để nó chạy lại vị trí này. Thì chia sẻ thêm một vài thông tin cho các bạn biết là cái nhà máy thủy điện Hòa Bình này nè, được khảo sát thiết kế năm 1971 và sau đó là bắt đầu xây dựng năm 1979, hoàn thành xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình này vào năm 1994. Thiệt hại nó mấy bạn biết như thế nào không? Là có 168 người đã ngã xuống trong quá trình xây dựng, trong đó là có 11 chuyên gia người Nga. Chi phí xây dựng chiếm 1/4 ngân sách quốc gia của nhà máy thủy điện này. Nó giúp cho ta là chống lũ nè, phát điện nè, tưới tiêu chống hạn cho nông nghiệp và giao thông đường thủy nữa. Các bạn thấy phía trước là một dãy núi trùng điệp luôn, hùng vĩ ha. Núi đẹp chưa? Wow, đều đẹp quá mấy bạn ơi. Hòn núi xuất sắc luôn. Hiện tại Thủy đang đi trên cung đèo Thung Khe nha mấy bạn. Thung Khe theo hướng đi Sơn La nha. Mấy bạn nhìn ở trên núi á, có mấy cái cây dừa rừng, rồi mấy cái cây gì đó nhìn xanh đã quá. Ồ, cái đèo đã quá mấy bạn ơi. Còn 144 cây nữa là tới Sơn La mấy bạn. Wow, đẹp quá. Như các bạn đã đi thì đi rồi thì là rất là ghiền luôn. Chắc nhóm mình sẽ ăn trưa ở đây quá. Ở đây là đèo Thung Khe nha mấy bạn. Dạ bây giờ nhóm Thủy sẽ vào tại đây để uống nước rồi thưởng thức view ở đây ha. Nhìn xuống đèo đẹp ha. Bọn nó đi ăn lắm. Trứng em không biết nhưng mà bọn trứng này ăn cũng được. Hôm nay khả năng nó đã ra cái mùi căng trứng ăn với thịt nướng. Thịt này thịt heo rừng hả?
Heo mang lên rừng. Bọn nó chạy ra đấy rồi mà. Nó phải đi sớm. Heo mang lên rừng được gọi là heo. Thế là heo bình thường nó thấy gì nó chạy chạy. Heo gì đấy? Thịt. Ăn được rồi. Là năm xin thôi. Ngon. Đang thịt xin đi em. Nè anh em ăn cơm lam nhau đi, mình để nước này. Em ơi. Em ơi. Thịt này mấy người tìm nướng người ta làm ngon lắm. Với lại cơm lam nữa. Ốc đá. Ốc này là nó ăn mấy cái thúc cái gì đó. Nó ăn mấy cái cỏ thúc đồ tùm lum lam, nói chung nó ăn cỏ. Đó, ốc này. Ốc này nghe nói là ăn rất là tốt. Thì rất là tiếc cái đoạn video này luôn mấy bạn. Tại vì nó không thu được cái âm thanh lúc mà anh em cùng hô hào tạm biệt mấy bạn. Thôi bây giờ video cũng khá là dài. Bây giờ Thủy xin phép tạm ngưng video tại đây. Tập 2 Thủy sẽ cho các bạn xem những cung đường khó khăn khi đến Tà Xùa nó như thế nào. Vậy nha các bạn, các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh Phú Thị Baker của mình nha. Rồi, ảnh rất là đẹp luôn.